Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào có liên hệ tiền để tìm cho mình một chiếc Sedona máy dầu full option nhưng giá mềm mềm lanh hoanh 800 độ V thì tham khảo ngay em này các anh chị nhé. Thì bên cạnh Toàn đây là Kia Sedona máy dầu bản full option, bản cao cấp nhất các anh chị nhé. Đời 2017, em này mới đi có 53.000 km thôi. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 796 triệu các anh chị ha. Sedona thì hiện tại Tiền còn thêm một chiếc nữa màu đen, cũng máy dầu bản full đời 2020 các anh chị. Em đó thì giá khoảng 969 triệu nha. Và Tiền còn có cả Carnival đời 2021 và 2022 nữa. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe đó thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn màu bạc các anh chị, khá là dễ xài ha, rất là sáng xe luôn các anh chị. Nước sơn thì còn tương đối đẹp nè. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc trầy xước hay là dẫm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị. Đã, chỗ nào trầy tí xíu nữa thì sẽ đi vào chi tiết thì sẽ cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Rồi, xe này biển tỉnh 60 Đồng Nai, bên Toàn có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ở đây Tiền thấy có một cái K360 của anh chủ nhà mình lên thêm nữa nè. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Toàn các anh chị ha. Sedona thì thuộc phân khúc MPV cỡ lớn và nó rất rộng rãi luôn các anh chị. Nhà mình mà đang tìm mua một chiếc xe để đi gia đình á, rộng rãi thoải mái thì lấy ngay em này các anh chị, rất nhiều option luôn. Bốn mắt cảm biến trước nè, rửa đèn pha, đèn là đèn bi các anh chị ha. Mica đèn còn rất trong, rất đẹp luôn. Ở đây bị xước dăm dăm như thế này là bình thường anh chị. Anh chị nào muốn dặm lại thì hỗ trợ dặm lại cho đẹp luôn ha. Mối nối cản còn rất khít các anh chị, liền lạc đồng màu ha. Lớp độ ga gió thì thấy còn khá là sâu nha. Và mâm ở đây là không có bị trầy xước gì hết, dăm dăm là chuyện bình thường các anh chị. Vỏ này Tiền thấy là vỏ Michelin nè các anh chị, đi rất là sướng luôn các anh chị ha. Đăng kiểm ở đây thì tháng 9 2023 đang hay gia hạn cho mình thêm khoảng 6 tháng nữa nè các anh chị, nên mình vẫn đi được bình thường nha. Có dán phim về mưa, tay nắm cửa thì ốp cho mình như thế này nha, có nút mở cửa một chạm luôn. Bên hông xe thì không bị trầy xước mấp méo gì nhiều hết ha. Trầy xước dăm dăm ở cản trước, cản sau như thế này là chuyện bình thường các anh chị. Đấy, không thể nào tránh khỏi mà, xe đã qua sử dụng ở 2017 đó. Rồi, mica đèn còn rất trong, rất đẹp ha. Đã có cam lùi nè, cam hành trình phía sau, bốn mắt cảm biến lùi đầy đủ. Gầm bệ thì sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị ha. Tất cả xe bên Toàn khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, còn bao test hãng nữa nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Em này cấp điện các anh chị, máy em này là 2.2 nha. Mức tiêu hao tầm khoảng 6-7 lít thôi các anh chị, máy dầu ha. Ở đây thì anh chủ có nẹp cho mình những cái inox như thế này để lấy đồ ra vô, không có trầy phần nhựa bên dưới các anh chị ha. Sedona thì đặc trưng nó sẽ có một cái khoang để hành lý khá là rộng các anh chị, đựng được rất nhiều đồ luôn các anh chị ha. Mấy cái tấm 5D này là anh chủ nhà mình trang bị thêm nè các anh chị. Rồi đồ nghề thì được đặt bên này các anh chị ha, con đội tay quay đó. Rồi những phần nhựa bên trong nè, bệ tì tai hầu như là không có bị trầy xước gì hết nha. Từng hàng ghế đều có hộc gió làm mát cho mình rồi các anh chị. Đấy, nhà mình mà không đi full người có thể là gập hàng ghế này xuống, mình gập phẳng như thế này, mình trải, mình ngồi chơi đấy, mình đi đường trường, mình nằm luôn vẫn được các anh chị. Rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. 2017 nên là nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn thì Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Còn ở tỉnh xa thì chọn xe từ 2018 trở lên giúp Tiền các anh chị nhé. Sài Gòn, Bình Dương nè, Tiền ráng hỗ trợ các anh chị nhà mình vay được nhé, nhưng mà vay ít chút xíu. Rồi, ghế da nguyên zin tông màu kem các anh chị. Sàn thì sàn nguyên bản, sàn simili rồi. Sàn simili rồi, hai ba lớp lót sàn phía trên, trần đã được bọc ni lông, có cửa sổ trời hai khung luôn các anh chị ha. Rồi, thì sẽ tiến về khoang lái nha. Xe của mình thì ghế lái, ghế phụ là chỉnh điện hết các anh chị. Chỉnh điện ha. Rồi, không có nhớ ghế hai vị trí, ở đời này thì không có nhớ ghế hai vị trí nha. Có cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, vô lăng còn khá đẹp các anh chị. Ốp giả gỗ như thế này rất sang ha. Đàm thoại rảnh tay ru control. Xe mình đi 53.859 km chuẩn nha. Em này là full lịch sử luôn á. Tiền thấy có một cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng là hẹn mình
57.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nè. Xe này các anh chị mua về mình đi 4.000 nữa mới bảo dưỡng nha. Táp lô từ 2017 tới nay còn rất đẹp luôn các anh chị ha. Rồi dưới này thì lên cho mình một cái màn hình Android của Cova nè các anh chị. Đó. Rồi, ở đây từ 2017 tới nay nhưng mà những cái này vẫn còn chưa tháo siêu nè các anh chị. Gian lạnh thì hai vùng, phía sau một vùng đó là ba vùng ha. Ở đây có những cổng sạc USB nè các anh chị. Đây là chìa khóa của Sedona các anh chị nhé. Ở đây thì có sấy sưởi ghế, sấy sưởi vô lăng, chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu và tắt mở cảm biến ha. Ở trên này thì có cửa sổ trời nữa, thì sẽ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Còn hoạt động rất tốt luôn các anh chị nè. Rồi thì sẽ đóng lại nhé. Đều là một chạm hết đó các anh chị. Bên Tuyền bán xe ra thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nha. Còn những trường hợp những chiếc xe đời cao nếu còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường ha. Rồi bây giờ thì sẽ cho các anh chị nhà mình kiểm tra phần động cơ nha. Đầu tiên là ốc của nắp capo nè, keo chỉ capo nguyên zin. Bên Tuyền thì nói không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nè. Ốc máy nè các anh chị, ốc ác vẫn còn sơn phết, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị ha. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe cứ dẫn tới mình kiểm tra xe thoải mái, còn muốn chắc cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhé. Các anh chị mình ở tỉnh xa nếu mà thấy được chiếc xe này mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì có thể xem hết video của Tuyền ngày hôm nay. Chốt giá nè, chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu để mình giữ cái xe lại các anh chị ha. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại và nhận xe. Còn nếu không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, Tuyền hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí test hãng đó, nên là các anh chị không mất mát gì hết ha. Còn được thì bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nè. Rồi Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Kia Sedona máy dầu bản full đời 2017 mới đi có 53.000 km thôi. Bên Tuyền thì đang bán em này với giá là 796 triệu ha. Giá này Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Các anh chị nào mà thấy được video này của Tuyền thì nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới để chốt cọc ngay nha. Và hiện tại 7 chỗ bên Tuyền cũng còn rất nhiều xe các anh chị. Còn Innova từ 2017 cho tới 2022 nè, có cả Fortuner máy xăng 2010-2015, rồi có cả Xpander 2023 mới về hôm qua siêu lướt luôn các anh chị. XL7 tiền cũng có luôn. Các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.